huấn luyện viên Việt Nam đã nghĩ đến. Xét về thực lực thì U23 Brunei bị đánh giá là yếu nhất ở bảng B môn bóng đá nam của SEA Games 30. Tám sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận đấu gặp U22 Brunei. Trong khu thành là thủ môn Nguyễn Văn Toản, các trung vệ gồm Bùi Tiến Dụng, Ngọc Bảo và Đức Chiến. Ở trung tâm hàng tiền vệ ngày hôm nay là Triệu Việt Hưng và cầu thủ đến từ đội tuyển quốc gia Hùng Dũng. Văn Hậu xuất hiện bên phía cánh trái, trong khi đó thì Tấn Tài vẫn xuất hiện ở bên phía cánh. Chathalasi, số 6 Khi Thị Sắc, số 7 Afon Vuong Chek Kham, cầu thủ đeo băng đội trưởng, số 9 Som Say, sát của chúng tôi. Tiến lên! 1-0 cho U22 Việt Nam! Chập thời cơ rất nhanh và Tiến Linh đã thể hiện được đẳng cấp của mình với pha xử lý rất hay vừa rồi. Bàn thắng có lẽ đến sớm hơn cả sự mong đợi của người hâm mộ đội tuyển U22 Việt Nam ngay ở phút thứ 3. Và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Cực kỳ khôn ngoan, đọc tình huống tốt và lạnh lùng trong dứt điểm. Những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo áo số 22 đã được thể hiện. Nếu như ở trận đấu gặp Brunei, Hà Đức Trình giúp chúng ta mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 thì thậm chí là U22 Việt Nam còn... Đọc tình huống rất hay, đó là Tấn Tài và Tiến Linh lại có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Cú đúp cho Tiến Linh. Hai cầu thủ đang chơi cho BK Bắc Bình Dương đã phối hợp rất hay với nhau. Cho đến lúc này thì các cầu thủ của chúng ta phải đối mặt với một hàng phòng ngự số đông của U22 Lào. Nhưng chúng ta đã hiểu rằng ngay cả khi số đông cầu thủ của U22 Lào chấn cứ trước khung thành thì vẫn có thể xuất hiện những sai số, và chúng ta thấy rằng Tấn Tài đã xuất sắc như thế nào khi phát hiện ra sai sót của đối phương. Và chỉ một tích tắc thôi, bóng đã đến vị trí của Tiến Linh. Phần còn lại thì chúng ta có thể hiểu với khả năng ghi bàn xuất sắc của tiền đạo áo số 22. Anh Cơ có đấy không? Tấn Tài còn quan sát cả Tiến Linh trước khi lấy bóng từ chân cầu thủ đối phương. Và sự hiểu nhau giữa hai cầu thủ đang thi đấu cho BK Max Bình Dương một lần nữa được thể hiện. Thái cương của Hồ Tấn Tài từ giữa sân, Tiến Linh đã bắt tốc độ để vượt qua các hậu vệ áo trắng trước khi ghi bàn thắng dễ dàng. Cơ hội dứt điểm không vào. Nếu như thành công thì có thể nói đó là một siêu phẩm, bởi trước đó thì Đoàn Văn Hậu đã thực hiện một loạt những động tác rất hay, nhưng nó chỉ mang lại một nụ cười nuối tiếc nhưng cũng rất hài lòng của Park Hang Seo và trợ lý Lee Jang Jin. Sự thoải mái được thể hiện rất rõ trong lối chơi của U22 Việt Nam và cả trên gương mặt của toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam. Việt Hưng, như vậy là U22 Thái Lan trong trận đấu cùng giờ đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới Brunei, và cùng thời điểm thì chúng ta cũng đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới U22 Lào, pha lập công của Đỗ Hùng Dũng. Ở một vị trí tương đối mới so với cách vận hành ở đội tuyển quốc gia mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho Hùng Dũng thì cầu thủ này vẫn cho thấy Triệu Việt Hưng. Trọng Hoàng, thêm một tình huống phán đoán rất hay nữa. Tiến Linh hat-trick đây rồi. Tiền đạo áo số 22 chúng ta cũng đã có được cú hat-trick với pha lập công thứ 3. Một cuộc chạy đua với đồng đội Hà Đức Chinh của Tiến Linh. Thì chúng ta cũng theo dõi sự khôn ngoan của Trọng Hoàng. Như vậy là hai cầu thủ đá chích bên phía bên phải của chúng ta đều có những tình huống phán đoán rất hay, đọc được sai lầm của đối phương để chớp thời cơ và kiến tạo cho đồng đội. Trong hiệp 1 là Tấn Tài và vừa rồi là Trọng Hoàng. Đứng trước bóng là đội trưởng Vong Chiêu Khảm. Vong Chiêu Khảm khá nguy hiểm,
Như vậy là U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở giải đấu năm nay sau cú đánh đầu cất thành của số 19 bên phía U22 Lào. Đó là pha lập công của hậu vệ Kaham Fessi Vilay. Với vị trí của các hậu vệ, người ở gần trung vệ bao số 19 của đội bạn nhất là Bùi Tiến Dũng. Thanh Sơn, ngày mai thì Thanh Sơn chơi khá tốt ở vai trò tổ chức. Trọng Hoàng không biết gì, Trọng Hoàng ở trận đấu gặp U22 Brunei thì số 8 của chúng ta phải nói là rất không may mắn để có thể góp mặt trong danh sách những người ghi bàn, nhưng hôm nay thì Trọng Hoàng xứng đáng có một phần thưởng, một bàn thắng sau 10 năm ở đấu trường SEA Games và một hình ảnh trái tim xuất hiện trong cách ăn mừng của Trọng Hoàng. Pha bóng xuất sắc của Thanh Sơn, pha bóng xuất sắc của Trọng Hoàng tạo nên một màn trình diễn xuất sắc của U22 Việt Nam. Hoàng đã lựa chọn cú đặt lòng chân phải. Tôi cứ tưởng rằng Hoàng sẽ thực hiện một và trọng tài rất hay của Trọng Hoàng chuyền vào, vẫn là U22 Việt Nam. Cú đá của Quang Hải và đã có bàn thắng thứ 6 dành cho U22 Việt Nam. Quang Hải cũng đã có được bàn thắng đầu tiên ở SEA Games năm nay, bàn thắng hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của Quang Hải ở trận đấu này. Và có vẻ như cũng rất giống như đúng một năm về trước, cũng vào tháng 11, Quang Hải sẽ là người khép lại chiến thắng của Việt Nam trước đội tuyển Lào. Trước đó là quả đá phạt vào lưới của đội tuyển quốc gia Lào, còn hôm nay là một cú đặt lòng rất gọn gàng. Pha phối hợp cũng rất hay giữa Văn Hậu và Quang Hải. Nỗ lực tuyệt vời của Văn Hậu đã đưa đội trưởng của U22 Việt Nam vào vị trí thuận lợi để thực hiện một cú cớ lòng sở trường. Sáu một cho U22 Việt Nam. Mặc dù cũng ghi được 6 bàn như trước U22 Brunei, nhưng ngày hôm nay đối thủ chúng ta là một đối thủ khó khăn hơn rất nhiều bởi lối chơi kiên định. Và cũng giống như một năm về trước, Quang Hải là người khép lại chiến thắng của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Lào. Cú hat-trick của Tiến Linh, một bàn thắng của Quang Hải, một pha lập công của Trọng Hoàng và những màn trình diễn ấn tượng đã giúp cho đội bóng của chúng ta ngày hôm nay có được chiến thắng với tỷ số 6-1 trước U22 Lào. Chiến thắng để có thêm 3 điểm. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn có những bài học từ một bàn thua. Và quan trọng hơn là huấn luyện Park Hang-seo đã có những tính toán rất rõ ràng cho mình với cách sử dụng nhân sự ngày hôm nay để có được phương án tốt nhất trong trận đấu cực kỳ quan trọng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2019 này. Trận đấu với đội tuyển U22 Indonesia trên sân vận động Rizal Memorial. Xin được chúc mừng Quang Hải và các đồng đội, chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam với chiến thắng thứ hai liên tiếp. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong